Thiện Nhân sẽ ưu tiên những cái phần quà này cho các trẻ em nè, trẻ nhỏ, ví dụ như vài tháng tuổi, rồi 1-2 tuổi. Nói chung là nhà mà có các bé đó, hoặc là mẹ bầu. Đẻ ra chị với bà nội mới nuôi luôn đó. Dạ, bà nội. Rồi mẹ bé là đi rồi hả chị? Đi chưa được vài tháng. Dạ. Thôi nè, em gửi sữa nè. Mấy hôm nay là thất nghiệp hả? Mấy tháng luôn. Đâu có đi làm được gì đâu đúng không? Đúng rồi em. Đây, thùng sữa nha. Dạ, cái này là em gửi cho 2 triệu. Mua thuốc men gì đó thì mua. Dạ, dạ. Ha. À, chị cảm ơn em nhiều nha. Dạ rồi, mua tả cho mấy bé rồi nữa. Dạ. Con gửi cho cái này. Anh. Nè. Rồi cảm ơn. Rồi bye bye tụi con nha. Bye. Cười cảm ơn. Giờ mua quá trời luôn. Con phải trú tạm vô một cái mái hiên nè. Có 3 tháng nay á, chồng em á không có làm. Còn xong rồi nghỉ 3 tháng nay mấy đứa nhỏ có sữa với lại bánh đồ cho nó ăn. Nè em gửi cho 2 triệu. Nha, có mua thêm gì tả rồi cho mấy bé thì mua ha. Dạ, cảm ơn anh Nhân với lại các mạnh thường quân nhiều. À, sữa này đúng không? 6 đến 12 tháng đúng ha. Rồi, đúng rồi. Rồi, em gửi một hộp sữa này nha. Rồi, 3 tháng, rồi. 3 tháng rồi chưa trả tiền nhà, người ta đậu quá rồi. Dạ. Nhưng mà tại vì mình về quê không được, định về quê để mà quay ngân hàng rồi để lên hết dịch mình hoạt động lại. Dạ. Nhưng mà bây giờ đâu về quê được. Em gửi cho 2 phần này nha. Dạ. Rồi tháo cái hộp sữa ra lấy giùm em luôn đi, em xuống xe không có được. Tháo cái hộp sữa ra lấy một hộp của bé mà nhỏ á. Bé của chị bao nhiêu quên rồi? Dạ 1 tuổi. À, lấy cái hộp mà từ 1 tuổi đổ lên á. Dạ đúng rồi. Rồi rồi cái này đi ha. Mưa hơi bất tiện chị lấy giùm em nha. Dạ. Này ha. Dạ đúng rồi. Nè hai hộ em gửi cho 2 triệu. À, mua thêm đã sữa gì đó nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Rồi. Dạ cảm ơn anh ạ. Dạ. Xin chào cả nhà, ở trong thời gian vừa qua thì Nhân có nhận được một sự ủng hộ rất lớn từ anh Trường ở Mỹ. Thì anh Trường đã đứng ra để vận động quyên góp từ các bạn của anh và đã gửi về cho Nhân một số tiền đến 2.600 đô Mỹ. Cùng với đó là ca đoàn Hy vọng gửi thêm 2.500 đô Mỹ nữa thì anh gửi chẵn cho Nhân, tổng cộng số tiền trọn vẹn là 120 triệu đồng. Đây là một số tiền rất lớn mà Nhân nhận từ nhóm bạn của anh Trường cũng như ca đoàn Hy vọng để ủng hộ vào quỹ hỗ trợ cho những tang gia mất không có nổi quan tài, không lo nổi đám tang trong mùa dịch này, cũng như là ủng hộ vào quỹ cứu trợ cho những bà con khó khăn trong những xóm trọ, trong những gia đình nghèo mà đang kiệt quệ vì đại dịch ở Sài Gòn kéo dài. Thì trong thời gian vừa qua, Nhân đã có sử dụng số tiền này là 3 triệu đồng để giúp cho hoàn cảnh của một gia đình sống trong một túp lều ven sông. Vừa mới sinh em bé, chị trong đó vừa mới sinh em bé và Nhân đã đến để trao tiền. Ngoài 10 triệu đồng của quý mạnh thường quân khác thì Nhân gửi thêm nhu yếu phẩm và Nhân thương quá cho nên Nhân trích thêm 3 triệu đồng từ nhóm của anh Trường để Nhân giúp rồi. Nhân đã công khai ở trong video trước rồi. Thì hôm nay Nhân tiếp tục xin phép nhóm bạn anh Trường cũng như ca đoàn Hy vọng để Nhân được sử dụng phát những cái phần quà ngày hôm nay. Hôm nay thì Nhân mua 2 hộp sữa bột với giá là 590.000, sữa tươi tổng cộng là 495.000, nhu yếu phẩm thì Nhân phân ra 6 phần tổng cộng là 1.380.000, bao gồm gạo mì, xúc xích, sữa đặc, dầu ăn, nước tương, đường, muối. Nói chung là những nhu yếu phẩm cần thiết nhất ở các hộp nữa. Ngoài ra thì hôm nay Nhân sẽ hỗ trợ cho 4 hộ với tiền mặt 2 triệu một hộ, tổng cộng là 8 triệu đồng. Thì như vậy tổng cộng số tiền lần này là 10.465.000. Và số tiền còn lại thì Nhân sẽ xin phép tiếp tục sử dụng trong những chương trình lần sau. Và sử dụng bao nhiêu thì Nhân sẽ tiếp tục công khai cụ thể lên để nhóm của anh Trường cũng như ca đoàn Hy vọng được biết. Ngoài ra thì thời gian vừa qua Nhân cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của quý mạnh thường quân gửi vào quỹ hỗ trợ những tang gia khó khăn cũng như là quỹ cứu trợ những bà con nghèo, những bà con kiệt quệ vì đại dịch Covid. Thì khi mà Nhân sử dụng những phần tiền đó, Nhân cũng sẽ công khai cụ thể ở trong từng clip. Và một lần nữa thì Nhân chân thành cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân cũng như là quý khán giả. Chúc tất cả mọi người
được nhiều bình an, sức khỏe để chúng ta cùng vượt qua đại dịch. Nhân vừa chuẩn bị xong bao nhiêu đây quà, thì đây là những cái phần quà lẻ mà Nhân chuẩn bị. Bởi vì cả nhà cũng biết thì trong thời gian này đi lại rất là khó khăn, không có xe cộ để đi. Và quà, những cái đồ mà này mua nè cũng rất là khó. Bây giờ thì trong thời gian mà Nhân đợi người ta giao đến những cái này để Nhân có thể phân ra đó, và trong thời gian đợi đội của anh Ngọc Tâm sắp xếp xe cấp cứu để hỗ trợ đi phát số lượng lớn, thì Nhân sẽ ưu tiên những cái phần quà này cho các bà bầu nè, trẻ em nè, trẻ nhỏ, ví dụ như vài tháng tuổi, rồi 1-2 tuổi, nói chung là nhà mà có các bé đó, hoặc là mẹ bầu, thì Nhân sẽ hỗ trợ trước. Bởi vì người lớn chúng ta thì có thể ăn uống nó nhím nhốt được, nhưng mà với các bé thì rất là tội cho các bé, con nít mà nó không có nhịn đói được. Cho nên là Nhân chuẩn bị sữa nè, đây là sữa phân ra sẵn nè, đây là nguyên một thùng. Này là dành cho cái hộ đầu tiên có hai bé sinh đôi với một bé nhỏ, thấy thương lắm. Nhân cho một thùng sữa nhỏ này, sữa lớn thì Nhân sẽ phân ra. Còn đây là quà cho người lớn. Nhân dự kiến thì như đây Nhân chỉ phát được cho khoảng 4 hộ thôi, là 4 hộ đang rất là nguy cấp về lương thực, thực phẩm và sữa cho các bé. Ở đây thì Nhân có mua 2 lon sữa. Sữa này cũng đắt tiền lắm, cũng mấy trăm ngàn một hộp á. Nhân sẽ cho 2 hộ có 2 bé nhỏ. Cả nhà thấy giống như chiếc xe thồ không? Bây giờ thì Nhân sẽ đi bằng xe máy này. Và trong thời gian sắp tới á, thì Nhân đã có lập rất là cụ thể một cái danh sách những ai đã cầu cứu Nhân và Nhân thấy Nhân có thể giúp được. Thì Nhân đã lập danh sách, và trong thời gian tới thì Nhân sẽ nhờ xe cấp cứu của anh Nhật Tâm để đi phát tất cả những cái số quà. Giống như ở đây cả nhà thấy là còn cá mòi chưa phân nè, Nhân còn phải làm nữa. Ở trong đây thì gạo nè, những phần quà này phân rồi nè. Thì đây sẽ là những phần quà số lượng lớn mà chuyển đi, chưa xong đâu, ở đây chỉ mới có mấy chục thôi. Bây giờ thì chuyển trước phần này đi ha cả nhà, Nhân sẽ đi bằng xe máy nha. Ngồi rất là khó. Đem theo cồn để mình khử khuẩn đó mà. Với những cái hộ này thì Nhân cũng không có vào nhà đâu, bởi vì cũng có hộ là đã từng F0 rồi, có hộ thì nằm ở trong cái khu vực cũng còn phong tỏa, cho nên Nhân chỉ dừng ở đầu hẻm. Nhân nhờ mọi người ra lấy để mình giữ cái khoảng cách. Bây giờ Nhân đi nha cả nhà. Ây da, nặng quá, không biết xe chịu nổi không. Hoàn cảnh đầu tiên mà Nhân sẽ hỗ trợ là một gia đình ở đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10. Thì có một chị cũng đã cầu cứu Nhân, đó là chị thì có mà đang nuôi 3 trẻ, trong đó thì có 2 bé gái sinh đôi 22 tháng tuổi. Thì 2 bé gái này là cháu nội của chị, và mẹ của 2 bé thì đã bỏ đi khi mà bé mới được đầy tháng thôi. Cho nên là hiện bây giờ là các bé đang ở với ba, với ông và với bà. Thì việc nuôi 2 bé với lại là thêm một đứa con của chị này nữa thì khiến cho chị đang rất là khó khăn. Bởi vì những người trong gia đình thì đã thất nghiệp nhiều tháng qua. Thì tại địa điểm này Nhân sẽ hỗ trợ là một thùng sữa Vinamilk, một phần quà, cùng với đó là 2 triệu tiền mặt. Bây giờ thì Nhân sẽ đến địa điểm đó nha cả nhà. Chị ngủ rồi hả? Này là mình ở trọ hả? Không, nhà của bà dì chồng chị. À dì hả? Rồi bà cho ở đổi trên cái phần nhỏ. Dạ. Chị là nhân có cần lên bà nội đúng không? Đúng rồi, chị là bà nội. Dạ thôi, em không có vô tại vì thôi để giữ khoảng cách đi ha. Dạ. Tại nhà ông có hai vợ chồng, bà bị dịch, bà cũng ở nhà đi. Dạ, vậy hả? Rồi. Ẩm không, ẩm hai đứa xuống cho Nhân đi. Mới ngủ à chị, cái gì chị hả? Khá ngủ thì để nó ngủ. Ai trời ơi, ngủ mà phải dậy. Hả này con hả? Hai bé sinh đôi. Hả đi. Vậy là ở đây là ông nội, này là đẻ ra chị với ông nội nó nuôi luôn đó. Dạ bà nội, rồi mẹ bé là đi rồi hả chị? Đi chưa được 2 tháng. Dạ. Thôi nè em gửi sữa nè. Mấy hôm nay là thất nghiệp hả? Mấy tháng luôn. Đâu có đi làm được gì đâu đúng không? Đúng rồi em, dịch mà. Dạ.
Nè nè, lấy giùm em nha, giờ em xuống không được. Dạ, rồi, đây, thùng sữa nha. Dạ, cái này á là em dạ. gửi cho 2 triệu. Mua thuốc men gì đó thì mua. Dạ, dạ. Ha. Chị cảm ơn dạ. em nhiều nha. À, dạ, rồi mua tả cho mấy bé rồi nữa. Dạ, dạ, dạ. À, em gửi cho cái này. Anh. Nè. Rồi, cảm ơn. Rồi, bye bye tụi con nha. Bye. À, ông ơi. Cười không? À, bé này bé nào nữa? Đó là con chị đó, con bé à, con, chị nó 12 tuổi á. Hồi trước đó là anh với lại ba của mấy bé này là làm cái gì? Anh làm sân nước. Sân nước hả? Còn ba bé là đi phụ quán cho người ta. Vậy tới nay là 3 tháng rồi. Nghỉ lâu rồi đó, nghỉ trước cái dịch nữa. Ừ. Nuôi hai bé này là cực luôn. Dạ. Này là nhà của bà dì. Tới dặn căng xanh rồi thôi được rồi, em hỗ trợ chút ít nha. Cảm ơn nha nhiều. À, rồi à, tỏi vô nhà đi chứ để mất công. Rồi thôi bye bye. Tối giờ chị quay cái phòng cho Nhân Tâm. Dạ dạ được rồi, cho em vài tấm hình em gửi cho quý khán giả coi được rồi. Chị chụp ở trên Messenger chị gửi cho dạ. cái phòng chị ạ. À. Rồi rồi chị ha, bye bye con. Đang ngủ mà bị lôi xuống. Thấy thương vậy không? Rồi thôi em đi nha. Chị cảm ơn nha. Dạ dạ. À, Nhân mới đi được có một chút thì bây giờ mắc mưa rồi cả nhà. À, phải trú tạm vô thôi chứ đồ của Nhân cồng kềnh lắm, mặc áo mưa thì nó cũng bất tiện, nó nguy hiểm á, với lại mặt thì nó cũng ướt hết trơn à, tại chở đồ nhiều á, giờ mưa quá trời luôn. Nhân phải trú tạm vô một cái mái hiên nè. À, trong cái đợt tăng cường giãn cách này thì đường xá vắng hoe à. À, tất cả những cái hàng quán rồi cửa hàng này kia thì gần như đóng cửa hết luôn, cho nên đó là rất là nhiều máy hiên. Trong những ngày này đi ra đường mắc mưa thì cứ tấp vô chỗ nào cũng trống lỏng mà, chứ nó không có như ngày thường. Ngày thường á thì nhiều khi á người ta buôn bán nhiều thì người ta để bàn ghế hàng hóa đồ ở ngoài trước á, nhiều khi máy hiên á mình kiếm một cái chỗ để mà mình tấp vô mình trú mưa cũng khó nữa. Còn bây giờ thì cứ tấp đại vào. Đợi một tí nữa bớt mưa thì Nhân mới đi tiếp được. Xui ghê á. Con không rành đường chú ơi. Đợi nãy giờ tầm nửa tiếng thì trời cũng ngớt ngớt mưa rồi. Nhân định lấy cái áo mưa ra chạy thì mới chợt nhớ ra là áo mưa nó nằm ở trong cốp á. Mà Nhân ràng đồ ở ngoài sau này cứng ngắc hết trơn rồi, đâu có mở cốp ra được đâu, giờ phải đợi cho tạnh hơn nữa, ráo hơn nữa rồi mới đi được, chứ nếu không thì ướt hết. Ở nhà cũng thấy bình thường thì đường xá đã vắng rồi, bây giờ lại còn vắng hơn nữa nè. Xe thì thường là xe cấp cứu, xe quân sự, công an, các lực lượng chức năng, rồi xe thiện nguyện là nhiều. À, chỉ còn 2 hôm nữa thôi thì Sài Gòn sẽ hết cái đợt tăng cường giãn cách, tính từ ngày 23 tháng 8. Thì không biết đó là phương án tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng mà Nhân thấy thì những cái ca nhiễm nó vẫn tăng rất là nhiều. Do là mình cũng đang thực hiện vét những F0 trong cộng đồng á. Thì theo công bố của Bộ Y tế thì tính đến ngày 3 tháng 9 là thành phố Hồ Chí Minh đã có đến 241.000, Nhân nhớ không làm là hơn 240.000 ca nhiễm rồi, số ca tử vong là gần 10.000, và cái con số này được xem là rất là cao, và trong ngày 3 tháng 9 đó, được xem là con số kỷ lục luôn, bởi vì có đến hơn 8.000 ca nhiễm trong ngày 3 tháng 9. Thì cả nhà cũng thấy là dịch bệnh nó đang diễn biến rất là phức tạp. Hy vọng thì trong thời gian tới sẽ mọi thứ sẽ ổn định để bà con trở về cuộc sống bình thường. Chứ kéo dài như vậy hoài thì bà con rất là khổ rồi. Bây giờ thì cũng tạnh mưa rồi, Nhân sẽ tiếp tục hành trình cứu trợ cho các hộ gia đình khó khăn nha cả nhà. Địa điểm tiếp theo mà Nhân sẽ đi đó là ở một cái hẻm Ba Sẹt có trên đường Hồng Bàng, phường 16, quận 11. Ở nơi đây thì cũng có một chị và có một bé 1 tuổi. Đã không có tã sữa, không có tiền mua tã sữa rất là lâu rồi. Cũng chưa được nhận được sự hỗ trợ nào. Và cũng đã nghỉ hơn 2 tháng nay rồi, nghỉ việc hơn 2 tháng nay rồi. Hai mẹ con thì đang rất là khó khăn. Bây giờ thì Nhân sẽ đến đó để hỗ trợ sữa bột, sữa Vinamilk.
Dạ, chị lấy giùm em luôn đi. Hai em gửi cho hai phần này nha. Dạ. Rồi tháo cái hộp sữa ra lấy giùm em luôn đi. Em xuống xe không có được. Tháo cái hộp sữa ra lấy một hộp của bé mà nhỏ đó. Bé của chị bao nhiêu quên rồi? Dạ 1 tuổi. Lấy cái hộp mà từ 1 tuổi đổ lên á. Dạ đúng rồi. Rồi rồi, cái này đi ha. Rồi cái đó cột lại em. Em gửi cho hai phần này ha. Dạ. Cho chị một phần với lại hộ của anh hay gì đó. Dạ. Dạ. Dạ hai chị. Rồi rồi. Đúng rồi, cái nào cũng được. Mưa quá trời. À, còn một chị là một bé lớn mấy tuổi nữa? Đây đây 6 tuổi này. Chị này đúng không? Nè nè lấy em cái phần này luôn. Mưa hơi bất tiện chị lấy em nha. Này ha. Dạ đúng rồi. Nè hai hộ em gửi cho 2 triệu. À, mua thêm đã sữa gì đó nha. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Rồi. Dạ cảm ơn anh ạ. Dạ rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm em. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Dạ rồi thôi vô đi để mưa. Anh cầm giùm cái chị. Rồi rồi chúc sức khỏe nha. Dạ cảm ơn ạ. Rồi. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Khi nãy thì lấy xe ra thì trời nắng đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ Nhân đi nãy giờ Nhân trú mưa là 3-4 lần rồi. À, cũng ướt hết trơn rồi. À, cố gắng đi thêm 2 hộ nữa để hoàn thành cái buổi ngày hôm nay. Cả nhà cũng thấy mưa nè. À, bây giờ thì địa điểm tiếp theo sẽ là ở đường An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân. À, ở nơi đây thì có đến 3 bé. À, hai vợ chồng mà chị này thì phải nuôi 3 bé và 2 người già. À, họ cũng đã thất nghiệp từ đầu dịch đến giờ là khoảng 3 tháng rồi. À, nơi đây thì Nhân cũng sẽ gửi sữa cho các bé, cũng như là phần quà và tiền mặt nha cả nhà. Dạ dạ phải. Nãy giờ bị mắc mưa quá. Dạ. À, cái này là 3 bé mà đúng dạ, không? Đúng rồi, cái này là anh lớn. Dạ. Xong rồi nhỏ gái là giữa, xong rồi út. Là ba bé là con chị hết đó hả? Dạ, con em hết rồi. Rồi nuôi thêm 2 người già nữa. Dạ đây là em với lại ông ngoại. Đây là nhà trọ hả? Dạ nhà trọ. Dạ. Cái này là em muốn á. À, lúc trước á chồng em làm ở chợ Đầu Mối á. Dạ. Do dịch quá rồi 3 tháng nay á. Do dịch quá 3 tháng nay á chồng em á không có làm. Rồi xong rồi nghỉ 3 tháng nay mấy đứa nhỏ có sữa với lại bánh đồ cho nó ăn. Đâu chị đi. Tiền lên ra to cho ba bé này nè đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thôi em gửi nha, chị lấy em đi, em không có xuống xe được nè. Dạ. Khoan khoan để em coi ba bé lớn. Dạ. Thì em gửi cho bình sữa này nha. Dạ. À, cái này quà cho người lớn, chị lấy giùm em luôn đi. Dạ em cảm ơn. À, cầm đi. Bỏ cái đó vô giùm mẹ em cho một phần nữa nè. Dạ em cảm ơn anh Dương. Ta thấy mang chưa có tiền hết tiền nhà. À, em gửi cho. Nè em gửi cho 2 triệu. Dạ. Nha, có dạ. Mua thêm gì tả rồi cho mấy bé thì mua ha. Dạ, em cảm ơn anh Nhân với lại các Mạnh Thường Quân nhiều. Dạ. Nay em không dạ. Có vô nhà em quay thực tế thôi thì cứ trao uống ở đây đi cho nó an toàn ha. Dạ. Tụi con chú cho sữa đó nha. Con cảm ơn chú đi. Nè con, tụi con cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Cảm ơn đây, con Mạnh Thường Quân. Con cảm ơn. À, bé này nói được chưa? Dạ nó không nó xạo nó không dám nói. Tụi con uống sữa này được không? Được. Ai ai cắt tóc cho con hộ vậy? Dạ tại tóc nó dài quá em hóp đại cho nó chứ giờ không có ra ngoài đường hóp được với lại không có tiền. Dạ. Không có tiền mua luôn thật luôn á em. Chị nói trước kia thì làm công việc gì chị với chồng nữa? Dạ chồng em á làm chợ đầu mối Bình Điền. Dạ. Mà do 3 tháng nay dịch quá chồng em không có làm, em á ở nhà giữ thằng Út. Vậy hả? Dạ không, tại vì thằng Út em á nó không có lúc trước không có giấy khai sinh á, sau này rồi chồng mẹ em về mẹ em đưa sổ hộ khẩu mới làm được, nhưng mà giờ do tình hình dịch quá hai chồng em không có đi học với lại không có đi làm luôn, chồng em còn ở nhà lúc chồng em bây giờ đang bệnh cho nên không có dám ra đường với lại ở chỗ
Bệnh là bệnh gì chị? Dạ giống như nó bị chồng em á là mới mổ do tai nạn xe tải, mổ hết mấy chục triệu á, mà nhờ bên xe tải nó bồi thường thôi chứ nó không có nuôi con mà. À. Nó bò tiền bò đường đi mất mang với cái này cái kia thôi à. Dạ hả? Dạ. Em mong manh giúp đỡ cho em. Dạ đó thì em chia sẻ phần này ha của mình Thường Quân ha. Dạ. Rồi mai mốt em có nữa thì em hỗ trợ cho. Dạ em cảm ơn anh Nhân nhiều, cảm ơn anh Thường Quân nhiều. Dạ. Đã hỗ trợ cho gia đình em. Rồi. Bye bye tụi con nha. Bye. Rồi thôi vô đi để mưa. Nãy giờ em đi mà đường bị chặn hết trơn à. Dạ. Rồi mắc mưa nữa ướt nhiều hết. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi. Rồi con cảm ơn. Dạ rồi. Chúc gia đình sức khỏe ha. Ủa mà ở trong đây là hình như có F0 đúng không? Dạ có tháo phòng ở trên lầu á. Trên lầu hả? Dạ. Em ở yên trong đó rồi đúng không? Dạ ai đâu cũng vậy á, ở yên một chỗ không có được đi ra ngoài đường. Dạ dạ. Rồi thôi mọi người vô đi cho an toàn ha. Dạ cảm ơn anh nha. Rồi. Cảm ơn mạnh thường quân nha. Dạ dạ. À, sau khi mắc rất nhiều những cái cơn mưa thì bây giờ trời cũng tạnh rồi, nhân đi lại nó dễ hơn. À, nãy giờ thì ướt nhem hết rồi. Tuy nhiên thì cũng gặp thêm một số khó khăn đó là ở những cái tuyến đường nhánh đó, thì rất là nhiều tuyến đường đã bị chốt chặn lại mà chặn hẳn như thế này luôn. Nếu như mà có chốt kiểm soát đó, thì nhân có thể xin qua được bởi vì có giấy đi đường, còn với những cái nơi như thế này đó, thì chốt chặn hẳn lại, chốt chết luôn, không cho người dân qua lại, cho nên là nhân phải kiếm đường vòng nhân đi. Những cái chốt chặn chết này thì để cho dễ dồn những cái lượng người lưu thông đến những cái nhánh đường chính đó cả nhà, để có thể dễ dàng kiểm soát hơn. Bây giờ thì nhân sẽ tiếp tục một cái hộ gia đình khó khăn nữa. Có một bạn thì đã gọi cho nhân và xin giúp giùm cho một gia đình. Gia đình này thì có đến 3 bé lận và có một bé thì chỉ mới sinh được khoảng 7 tháng mà thôi. Và hiện tại thì bé không có sữa, gia đình thì không có đồ ăn luôn. Phải thất nghiệp trong suốt khoảng thời gian vừa qua nữa. Thì hộ này thì ở đường Bình Long, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân nha cả nhà. Bây giờ nhân sẽ qua đó trao một hộp sữa bột, thêm sữa, thêm đồ ăn nữa với sữa tươi và tiền nữa nha cả nhà. Khi nhân đến hẻm 301 ở nơi đây thì thấy là nơi đây giăng dây rồi. Nhân vừa gọi cho anh ở trong đó để ra lấy quà thì anh có nói là cũng hạn chế người lạ vào, cho nên thôi nhân đứng đây để mà tuân thủ quy định, rồi anh sẽ đi bộ ra để lấy cái quà. Nãy giờ mắc mưa với lại cất đồ ra vô cái nó kẹt, cái bao tay nó rách đen đen hết trơn, mưa quá trời mưa. Mấy cái sữa lẻ này với lại bánh này là nhân đem theo để nhân tặng cho những người vô gia cư, nhưng mà khi nãy thì nhân thấy có nhiều người lắm nhưng mà mưa quá nên không có dừng lại được, cho nên là tạm để đây tí xem trên đường về có không nhân tặng họ. Còn quà này thì sẽ cho họ ở đây. Nhân đã thấy anh đang bồng bé ra rồi, anh cũng cẩn thận nó cầm theo chai cồn xịt nữa. Ở phía bên trong kia thì nhân thấy nhà cửa cũng sạch sẽ. Anh bé này hả? Dạ. Dạ. Ủa quên nói bé bấy mấy tháng em quên rồi. 8 tháng phải không? Sữa này đúng không? 6 đến 12 tháng. Đúng ha? Rồi đúng rồi. Rồi. Cho anh sách ta. Để cho anh cái bọc. Em gửi một hộp sữa này nha. Dạ. Rồi anh còn một bé nữa hả? Còn hai thằng anh này sinh đôi. Hai anh sinh đôi. Em gửi sữa tươi. Anh xách được không ta? Bây giờ em để ra đây rồi anh xách từ từ vô nha. Rồi. Cho dùng rất mạnh mẽ. Cái này là gạo mì và nhu yếu phẩm cá mồi đồ á. Dạ. Xúc tích ha. Nãy rồi bị mắc mưa. Rồi. Nên tới cái này sửa cho hai bé lớn. Dạ. Ha. Em gửi thêm cho 2 triệu. Cái này thì có mua thêm tả gì cho bé thì mua. Dạ. Thức ăn gì đó ha. Dạ. Dạ. Cái này mình bên đơn vị nào hả? Em làm mà cá nhân thôi. À. Làm YouTube thôi. Dạ. Dạ. Anh có thể cảm ơn mạnh thường quân cùng em nha. Rồi. Thôi em thắng dịp này thì em cũng cảm ơn mạnh thường quân ủng hộ gia đình em.
Trong thời gian vừa qua đó thì em được biết hình như là anh có thuê một cái mặt bằng để mà mình làm áo hả anh? Mới thuê về đây làm, mới giờ về đây rồi bắt đầu bị dịch đóng cửa tới giờ luôn. Rồi 3 tháng rồi chưa trả tiền nhà, người ta đậu quá rồi. Rồi thiếu hết bao nhiêu? Thì 3 tháng 12 triệu. 3 tháng 12 triệu. Nhưng mà chủ nhà người ta bớt 1 tháng 1 triệu. Dạ. Nhưng mà là... tại vì mình về quê không được, định về quê để mà quay ngân hàng rồi để lên hết dịch mình hoạt động lại. Dạ. Nhưng mà bây giờ đâu về quê được. Này tình trạng chung mà hơi 4 tháng thì đúng rồi, cái này em hỗ trợ được một ít thôi. Dạ. Thì thôi coi như qua được ngày nào hay ngày đó. Dạ, nha. Dạ. Dạ. Rồi thôi em cảm ơn. Rồi con cảm ơn. Bye bye. Rồi thôi anh xách vô đi. Rồi cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ. Tắt mưa quá trời cho nên tới trễ. Rồi. Này em cho anh cái bọc nè, anh bỏ bọc sữa. Hai bé kia chắc ở trong nhà hả? Ở nhà thôi. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi dạ. Rồi hoàn thành mục tiêu ngày hôm nay. Bây giờ thì lên đường về. Ở trong ba lô nhân vẫn còn sữa đó nè. Rồi ở đây có sữa với bánh này thì hy vọng là gặp được những người vô gia cư á, lang thang á thì mình tặng, bởi vì họ không có nấu ăn được, mình cho bánh, cho sữa rồi mình có thể là mình tặng thêm tiền mặt cho họ thì họ sẽ tự mua cái gì đó thì mua. Những người vô gia cư thì còn khổ hơn nữa nha cả nhà. Bình thường thì có thể là họ đi nhặt ve chai, họ đi bán vé số, rồi họ có tiền họ mua cơm ở trong những cái quán cơm họ ăn. Còn bây giờ thì hàng quán đóng cửa hết. Cho nên là trong thời gian vừa qua thì đội của anh Thông với chị Tưởng cũng có đồng hành một vài lần và phát cho bà con cơm á, bà con mừng lắm. Tuy nhiên thì kể từ ngày siết chặt giãn cách 23 tháng 8 thì cũng phải tạm ngưng này. Những người vô gia cư thì cũng được đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội rồi đó, cho nên chỉ còn một số ở ngoài. Hy vọng thì chút trên đường về gặp được ai cho cái này, còn không được thì mình để lại mình cho những đợt sau.